Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh của mình và mình là Moki. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi Undertale. Thì đầu tiên là bạn phải vô game rồi đúng không? Sau khi vô game thì cách để tôi nhanh thì các bạn bấm Z. Cái này là hướng dẫn cách chơi Undertale cho những người mới nha. Cái đó là cái cơ bản thôi. Còn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi ở chế độ Pacific, chế độ hòa bình. Thì đầu tiên là các bạn đặt tên. Nhưng mà mình thì vô phần cài đặt cái, mình chỉnh vài cái, ra cái rồi bắt đầu trò chơi. Đầu tiên thì các bạn thích đặt tên cái gì cũng được, nhưng mà mình đặt chơi giống cái tên của mình đi, sao cũng được. Gắn lắm mấy người đặt tên kiểu này. Cái mẻ này. Rồi, vô. Đầu tiên thì các bạn cái nút nè, các bạn di chuyển xuống đây vô trong cổng này, cặp quỷ này nói chuyện đó. các bạn sẽ bấm hai nút Z với X để tôi nhanh điện thoại, trừ khi có là điện thoại đặc biệt thôi. Quỷ này nó nhiều lắm, bay vô lượm cái đó của nó để cho nhanh, hoặc là các bạn cũng có thể không lượm nhưng mà sẽ lâu. Mình thì mình lượm luôn cả nha. Rồi con này không sợ bom được, này là đâu hơi đặc biệt. Cái nơi này để cho viên đạn nó dính mình nhanh hơn. Còn quỷ này bay gì nè, này thì tua được. Thì khi chơi chế độ Pacific thì các bạn không được đánh bất kỳ một con quái nào nha. Các bạn mà đánh là các bạn sẽ một là các bạn sẽ theo con đường là Genosai, còn hai là Natu. Cái hai không biết đọc sao, không đọc đại. Đại chứ không biết nói sao. Rồi, đi. Các bạn thích đọc cái bảng thì các bạn đọc. Nhân viên để đọc biển thấy không? Mà có cái bảng trên này nữa mà. Các bạn thích thì các bạn đọc, không thôi thì các bạn đi. Đi theo con đường. Rồi đi xuống đây. Ở đây thì bấm cái nó có đánh dấu nè. Chắc ai chơi chơi hoài cũng sẽ biết. Rồi bấm spam hai nút. Dạ cái con nó tương tác nha, các bạn không được đánh nha. Bạn hãy bấm phần nói chuyện, phần tương tác á. Đây, tương tác, hình nộm. Nói chuyện. Bạn nói chuyện với hình nộm, nó dường như không muốn nói chuyện, vì nó đâu biết nói chuyện. Toria có thể có vẻ hài lòng. Bạn khắn bạn có được không ít tiếp. Rồi. Thì các bạn sẽ gặp được một con ếch. Con ếch này già rồi. Các bạn bấm check đi. Bấm cái gì cũng được, có chữ nút đánh nha. Các bạn bấm kiểu gì cũng được, có chữ nút đánh. Các bạn không được bấm nút đánh. Vì em chơi chế độ hòa bình cho nên mình không được đánh. Sau đó tương tác với bà dê. Rồi đi theo bả. Rồi giờ thì mình cứ đi hẳn đi, cứ đi hẳn không sao. À này, bả đang thử thách mình, coi mình có sợ không á. Thì lúc đầu mình mới chơi, mình cứ đi hẳn lại luôn. Mình sợ bả nhảy ra, bả nhai đầu mình lắm. Mình sợ bả cắn mình.
Vì bé đâu có giật mà. Sợ lắm. Nè, chỗ này là bá nút nè. Chấm vô tương tác thử cái nha. Chấm chấm chấm. Rồi đi. Hơi hồn, bá gà tới luôn. Rồi đi. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tương tác với mấy con quỷ này. Cho nó có đánh bạn á, nhưng mà bạn cũng sẽ mất máu, nhưng không sao. Đầu tiên thì vô đây lượm hết kẹo đi, không sao đâu. Bạn thích lượm 2-3 cục cũng sao, hoặc là các bạn lượm hết cũng được. Nhưng mà cái hũ kẹo nó sẽ chửi bạn. Mất dậy lắm. Sao bam đây. Rồi, này bấm Z để ok. Ngậm quỷ này khỏi tương tác. Cái con nãy mình tha nè. Gặp con này nè, thì mình bấm tương tác. Đánh ăn ngủi. Rồi, đó. Hoặc là các bạn cũng có thể bấm khủng bố. Khủng bố thì nó sẽ tự tin lên, nó sẽ đòi đánh bạn. Sau đó bạn phải né chiêu hết. Bạn tha cho nó thì bạn sẽ được 2 vàng. Con quỷ này nè, thì bấm ghét. Bấm dọ nha, đừng bấm khen. Ủa không phải, bấm khen chứ. Quỷ này bấm khen nè. Kiểu gì cũng được á, nhưng mà nhớ là phải né chiêu con quỷ này nè. Đó, rồi được 2 vàng. Các bạn tạm thêm 2-3 con đi. Thêm 2-3 con là sẽ đủ vàng. Đủ vàng mình sẽ mua một cái bánh donut nhỏ. Cái đó cần dữ lắm các bạn. Quỷ nè, bánh khủng bố. Khủng bố. Nó sợ. Đó, rồi giờ mình bấm 2 à. Đang thở hổn lên hổn. Rồi, được 2 vàng nữa. Quỷ này hả? Ờ, khủng bố tiếp. Các bạn cứ khủng bố đi. Ây da, dính hết nè. Rồi. Nhưng ghét chứ là ít để tiêu nhanh cái động nó tiếp. Rồi, đó. Nó hợp thực HP cho mình hết luôn rồi nè. Rồi giờ mình đi thôi. Từ xuống đây mình bắt buộc là mình phải đi xuống đây à. Ai chơi cũng sẽ biết. Từ xuống đây để mình bước xuống rồi mình vui lên bên đây. Cái này bà hỏi rồi là thích ăn bánh quế hay bánh bơ đường. Nhưng mà lát nữa mình chọn quế thì nó bà sẽ nói không có quế, chỉ có bơ đường. Rồi lát nữa mình chọn bơ đường thì bà nói bà chỉ có quế. Rồi bà làm cả hai luôn, bánh bơ đường quế, bánh quế bơ đường. Nói chung là mệt lắm. Quỷ này nữa. Cũng bố đây. Nhiều con thì nó sẽ không cho bạn chạy nha. Bạn bắn nó chạy ở phần maxi hay còn gọi là ha đó. Nó sẽ không cho bạn chạy, nó bắt bạn đứng lại. Còn mấy con này thì hỏi nó. Rồi đi. Kìa lên. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách qua nha. Cứ áp sát vô bức tường đi xuống. Bấm theo hướng thôi nha, đừng có kéo nút, đừng có quay nút. Đi qua tới đây. Lên. Cái ngay chỗ cái ô lá màu đỏ không? Đó dặm lên. Xuống. Qua. Rồi giờ kéo được rồi nè, đó đi. Tương tác với mũi này nha, đừng có tương tác hai cục ở trên. Hai cục trên thì biến tương tác lắm. Quỷ này láo mà. Rồi đi. Thiệt. Mình sẽ đánh với một con ma. Cái con ma này nó không thích vui. Nó không có vui. Nó không có hài hước nữa. Để nó bắt buộc là mình phải đẩy nha. Cái này là mình bắt buộc là mình phải đánh nó rồi. Có giờ không biết làm gì nữa. Mình sẽ đánh nó. Đoạn này thì mình cũng có thể
cắt đoạn, hoặc là cắt, hoặc là nếu như mình không tua nhanh và mình không cắt đoạn thì các bạn cũng có thể bấm tua, tua tầm mấy chục giây thì các bạn. Nếu mấy chiều này có nha. Yeah. Bị mất máu cho có lịch sự thôi, chứ chết con nó bất tử. Tại vì họ mình đã trải nghiệm cho nên là hai tay mình không điều khiển được, nó dính tiêu hoài luôn. Bạn không cảm nha, có gì chết ra để mình tự động á. Thôi để mình cầm máy lên cái sợ. Chết rồi. Yeah. Anh cái nữa. Rồi, xong. Đây là động hội đặc biệt nên là chúng ta không thể spam hay nút được. Sợ chết thì các bạn cũng có thể lại đây, các bạn sẽ được phục full HP nha. Đó. Rồi giờ bấm vô nè, đó HP 20/20 là đủ rồi. Thì á, chế độ này thì các bạn bắt buộc, các bạn không được đánh quá nha. Nên mình coi mình còn như G, G là 8, cái 1 G, đặt 7 G rồi mạng nhện nó sẽ cho bạn một cái bánh donut. Là lấy cái bánh donut này, nó còn hiếp lắm các bạn không lấy này để ăn nha. Ông nào lấy ăn là ông đó tự chịu nha. Hoài luôn. Chừng nào á bạn muốn hang á thì bắt buộc là chỗ này phải có màu vàng. Bạn phải tương tác thì bạn phải tương tác á. Con này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tương tác á. Các bạn bấm không chọc nha. Các bạn bấm chậm nó chữa các bạn á. Cuối cùng cũng có người hiểu. Cái chiêu của nó. Rồi về các bạn bắt hai nè, thấy không? Hai sẽ ngồi vàng, rồi bắt hai thôi. Đi xuống đây sẽ có một cái con, cái con trái, trái gì ta? Trái hươm. Hươm to nè. Bạn bấm là bữa tối nha. Bạn bấm bữa tối. Giữa bụng nó cho bạn một bữa ăn. Cái mà hình như mấy cái trái cây mà của nó thả xuống á, nó có màu xanh thì cái đó là các bạn cũng có thể dùng cái đó để hồi máu nha. Không ủa chưa, các bạn hình như là các bạn phải làm tận 2 lần buổi tối. Đây mình để những hỏi chứng nghiệm á, không cầm như nãy cho nên giờ mình thấy nặng. Nói sao không chịu. À quên, các bạn bắt buộc là các bạn phải, các bạn bấm bữa tối nào, các bạn bắt buộc là các bạn phải dính vô cái cà rốt mà có màu xanh á để nó hồi cho bạn một HP, các bạn mới hiện cái màu vàng lên được không. Được lắm. Rám này câu giờ mà chết. Đó rồi, nhặt được rồi nha. Rồi giờ ống hàng thấy không? Nó có một vàng nè, bấm về. Trời ơi. Nãy giờ tốn thời gian của tôi rồi. Giảm lên cái này, giảm lên cái này gạch gạch này nè. Bật công tắc lên. Wow. Rồi, quỷ này hả?
Bạn đừng có tương tác quỷ này nha, không được gì đâu. Quỷ này đánh hùa heo á. Các bạn chọn con vàng vàng nè, các bạn bấm bắt trước đó. Con quỷ này đánh hùa nè, quỷ đánh hùa. Các bạn mà không đánh được con này nè, là cái con này nó sẽ hùa heo đánh mình. Chơi ép lắm nè. Hỏi đồng. Nói cái chi là mất vậy. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cách qua phút này nè. Một là các bạn có thể bấm vô đây để tương tác, hai là các bạn làm theo mình. Làm theo mình thì có đôi khi các bạn sẽ tua nhanh cái đoạn, hoặc là các bạn vừa coi vừa chơi á, nên là các bạn không thấy kịp. Thì ngay cái chỗ này nè, đó bạn đi sát vô, bấm vô nó là một công tắc. Nhớ mà nhét nha. Thì C là để mở túi đồ, còn X là để hót, Z là để chấp nhận, bấm X là để hót. Đó, vậy đó. Hướng dẫn cho các bạn biết luôn. Các bạn bấm vô tượng đỏ nha, đừng bấm vô hai tượng kia. Các bạn về chỗ cũ á. Sắp chết rồi, không. Sắp chết là không dám tương tác nữa rồi. Rồi còn chỗ này nè, ba cột phải không? Một là các bạn đọc cái bảng này, hai là các bạn tương tác cho chỗ này. Nhấn. Rồi. Gặp nó nghĩ thì hoài ra. Đi là đi đầy map rồi các bạn sẽ gặp nó hoài luôn nè. Ở trên này là nhạc của Vietorian. Bạn đi qua đây để nhặt thanh kiếm nha. Còn kia giao đồ chơi quỷ gì nữa nè. Thấy ghét. Bắt buộc là lát nữa các bạn tương tác với Vietorian các bạn không được đánh nha. Dùng giao đồ chơi là phải dùng. Ôi trời, việc này lâu hơn mình nghĩ. Tao bà cố luôn. Chẳng ai sẽ kiếp này. Bà sẽ hồi, nếu như mình tới đây thì bà sẽ hồi máu cho mình. Bà hồi cho mình full 20 HP luôn. Vào phòng bắt buộc là các bạn phải vào phòng. Rồi các bạn có thể vô phòng hoặc là các bạn cũng có thể đi qua đây. Bả là cái bánh bả bị cháy mà mình vừa qua đây mình thấy bả ngồi bả đọc sách rồi đó, thấy bả lưng lẹo không. Chào con ta không chết mẹ không nhanh đó. Khi nào cũng được về nhà nha, cắt da khỏi tàn tích nữa nha. Đi xuống nha, các bạn không có nhảy xuống được đâu. Quen nhắn. Bà nói xạo, bà sẽ phá hủy chỗ đó. Nhưng mà cuối cuộc là bà có dám phá đâu. Tàn tích mà, tàn tích là giúp đỡ những người vừa mới tới. Cái lâu đài của ông Asger y chang luôn, y chang như tàn tích vậy. Nhưng mà hơi khác xíu, có chỗ phán xét nữa. Hãy tự chứng minh đi, chứng minh cho ta thấy con đủ mạnh để sống sót. Không được chém nha, mà chém làm chó à. Các bạn không được bấm chạy nha, bạn bấm 2. Sau đó 2 cho mình liên tục 20 lần. Các bạn cũng có thể lấy chiêu, hoặc là không lấy chiêu cái bà nào đâu nè. Các bạn thích cái gọi là nhiều là cười nước bắn nha. Được chưa?
ở tay bà này thì dĩ do là bà ăn chơi bà ăn kẹo quái vật, kẹo có mấy quái vật bạn ấy bạn ăn bà đánh thì bạn ăn sao đó mà hết bên nó không ngang bằng cái lại lượng đam của mấy chiêu của bà, cho nên là bạn bị dính đam bạn nhỉnh. Bạn thử 2-3 lần thử trước khi làm video rồi em thiệt ra bạn làm video mà sợ chứ các bạn không cảm. Nếu bằng nữa thì sao mà không bạn đứng yên, các bạn không có chết đâu, các bạn đừng lo. Bà này đang lo cho mình nè, nó sợ chồng của bà sẽ giết mình. Còn nút chạy nữa đâu mà đi lên trên, bà có lưng mẹo quá à. Tương tác với bà là như nút nói chuyện được. Nói chuyện. Trời ơi. Rồi đi. Cái bài đó chẳng tích đúng hay luôn. Nghĩ là thông minh đúng không? Trong thế giới này chỉ có giết hồ duy nhất, vậy là ngươi đã chơi heo là cứ ngươi. Ngươi hai mạng cho một người duy nhất. He he, ta khá là trong lòng ngươi cảm thấy thật sự nhiều lắm. Lần này ngươi không giết một ai. Thôi mày xấu có lắm mày ơi, mày im đi. Cười cười thôi chứ hiện khô hả bạn? Nó bị mất đi một người bạn, nó muốn níu kéo mình lại á. Vì mình giống người bạn đó. Nếu như mà mình chơi cái đại gian sai thì nó sẽ tưởng mình là người bạn của nó. Rồi đi. Mình không quá đảo hết nổi đâu. Xong cái phần tương tác với Sam xong á là mình sẽ kết thúc video. Vì vậy chơi cái tình tích má lâu tích mẹ luôn. Cố gắng thao tác nhanh để tương tác nhanh với Sam. Nghe cứ ung cung sao ta. Con người các bạn sẽ kiếp phần này cũng được. Thế là sẵn kì vừa bạn rồi. Ha 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 ha
Mình đang mong là chừng nào không biết có data room để mình chơi nữa. Mình đang cần bán gì ta? Giờ mình dốt tiếng Anh. Rồi đi nè. Đi sell cái. Thật ra thì không muốn làm phiền nhóc đâu, nhưng nhóc có thể giúp chú với. Rồi, mình sẽ kết thúc cái này nha. Tạm biệt mọi người, chúc các bạn một ngày mới thật là vui vẻ. Nhớ đăng ký kênh và like video nhé. Tạm biệt.